Đây là gia đình nhỏ của tôi. Mỗi ngày trong tuần chúng tôi đều khởi động ngày mới như vậy. The summer night has just begun. Tôi mong muốn mang lại những điều tốt nhất cho gia đình. Vì thế, tôi luôn nỗ lực mỗi ngày để có một cuộc sống ấm êm nhất. Đam mê công việc, xây dựng những mối liên kết tích cực, tôi hiểu rằng mình cần trân trọng từng cơ hội phát triển. Vì vậy, tôi không ngưng nghỉ mỗi phút giây. They don't need to know we're out here, wild and free. They say we're crazy, it's too much. Tôi luôn nghĩ, hết mình vì công việc, tin tưởng những cộng sự là điều giúp chúng tôi vun đắp thành công. Thi thoảng, hai bố con tôi sẽ cùng nhau rời thành phố. Bởi tôi biết rằng, đồng hành cùng con là điều rất tuyệt vời. Vợ tôi đôi khi sẽ để hai người đàn ông chúng tôi có không gian riêng như vậy. Cô ấy nói, tình yêu con trẻ không nên chỉ quanh quẩn trong nhà, mà hãy đưa con gần hơn với thiên nhiên, khám phá những điều mà chúng ta đã từng đi qua, cảm nhận nó bằng sự hồn nhiên của trẻ thơ. Ước mơ của con là gì con trai? Ước mơ của con là sẽ trở thành người giàu như bố. Con sẽ có một chiếc ô tô như bố và con sẽ chở bố mẹ đi.